Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình và mình là CCI Channel. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia vào kèo Europe đến từ dự án Shinso. Thì để tham gia vào kèo Europe lần này thì các bạn sẽ cần nhấn vào đường link mình để dưới phần mô tả của video. Sau khi nhấn vào đường link thì nó sẽ chuyển cho các bạn đến giao diện của Telegram. Bây giờ các bạn sẽ nhấn vào nút Start để chúng ta bắt đầu chat với bot. Tiếp theo là các bạn sẽ gõ cho mình một cái mã captcha, nó sẽ cho chúng ta ở đây thì các bạn sẽ gõ vào. Sau khi các bạn gõ vào thì nó sẽ tiếp tục hiện lên cái phần này. Thì ở trong kèo Europe lần này thì sẽ có 10.000 suất random và mỗi người sẽ nhận được là 2 cái đồng token Shinso tương đương với tổng khoảng 4,2 đô. Ngoài ra thì top 3 có cái lượng refer nhiều nhất thì sẽ ăn chia mỗi người đó là 600 USDT. Ăn chia 600 USDT theo top 1, top 2, top 3 ở đây. Đó thì anh em chúng ta chỉ ăn cái suất random thôi. Nên ở cái suất này anh em không cần tuyển rep. Ok, bây giờ các bạn sẽ nhấn tiếp tục vào phần continue. Sau đó nó sẽ hiện ra các nhiệm vụ để các bạn có thể tham gia. Nhiệm vụ đầu tiên chúng ta sẽ join vào kênh Telegram của dự án. Ok, các bạn sẽ kích vào phần join group. Tiếp theo thì chúng ta sẽ follow kênh Twitter, like, retweet bài đăng, kèm tag thẻ ba bạn bè. Thì bây giờ các bạn sẽ mở cái trang Twitter của nó ra. Ok, sau đó chúng ta sẽ tiến hành kích vào phần follow. Rồi sau đó thì các bạn sẽ lướt xuống ở phần phía dưới, các bạn sẽ thấy có cái bài hiện tại đang được ghim ở đây thì chúng ta tiến hành thả tim. Sau đó các bạn nhấn vào phần quote tweet. Phần này thì các bạn sẽ cần phải tag thẻ cho mình ba bạn bè của chúng ta vào. Nếu các bạn không biết tag thẻ ai ấy, thì các bạn có thể vào cái gõ cái username Twitter của mình ở trên cái phần search Twitter. Đó các bạn gõ ra. Sau đó các bạn vào cái trang của mình, chúng ta có thể tag thẻ mình vào hoặc là vào tiếp cái phần tweet và replit. Ở đây thì các bạn cũng có thể là chọn ba bạn bè mà mình thường xuyên tag thẻ ở đây. Ok, sao chép, sau đó chúng ta tag vào, dán vào và nhấn vào phần tweet ở phía dưới. Ok, như vậy chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ thứ hai. Tiếp theo nhiệm vụ thứ ba, chúng ta sẽ follow Shinso CBO, cái người của dự án Live Pinbot. Ok, rồi thì các bạn sẽ follow kênh của bà này. Sau đó chúng ta sẽ lướt xuống và thả tim cái bài này. Ở đây thì nó chỉ yêu cầu là like. Ok, rồi like không cần retweet. Nhiệm vụ tiếp theo là các bạn sẽ join vào kênh Telegram quảng cáo của kênh Europe Inspector. Ở đây nếu các bạn nào chưa join sẽ có cái phần đó là join channel. Rồi sau đó tiếp theo chúng ta sẽ follow kênh Twitter của dự án, like và retweet bài liên quan tới Europe. Thì các bạn sẽ tiến hành chúng ta mở cái trang kênh tiếp thị, kênh quảng cáo của nó, đó là kênh Europe Inspector ở trên trang Twitter. Ở đây thì bạn nhấn vào phần follow, sau đó chúng ta sẽ lướt xuống tìm cái bài liên quan tới cái dự án của chúng ta. Ok, thì các bạn sẽ lướt xuống ở phần phía dưới. Ok, thì hình như là cái con này nó chưa kịp lên bài các bạn ạ. Hiện tại thì nó chỉ mới đăng ở trên kênh Telegram của nó thì mới đăng vừa đây. Đó, tuy nhiên ở trên trang Twitter thì nó chưa kịp lên bài cho cái kèo Europe. Nên là cái này thì nó cũng không kiểm tra được nhá. Nên anh em chúng ta tạm thời là các bạn bỏ qua cái nhiệm vụ retweet cái bài ở trên Europe Inspector. Thì các bạn sẽ quay lại cái trang Europe cho mình. Đó, cái nhiệm vụ cuối này này thì hiện tại nó chưa có cái bài để chúng ta có thể like retweet bài post. Đấy, hình như là nó đăng chậm hơn, thì có thể lát nữa nó đăng thì anh em vào làm. Còn nếu chúng ta không làm thì cũng không sao, bởi vì cái này mình nghĩ thì nó sẽ không kiểm tra được đâu, vì nó không bắt chúng ta khai báo cái đường link bài retweet. Đấy, thì sau khi các bạn hoàn thành thì chúng ta sẽ nhấn vào phần submit detail. Ở đây thì nó sẽ hỏi bạn là join vào kênh Shinso Telegram group chưa. Ở đây các bạn nhấn vào phần done. Tiếp theo là các bạn sẽ điền cái profile link Twitter của chúng ta. Thì bằng cách các bạn vào lại cái trang Twitter, các bạn vào phần profile. Ở phần này thì các bạn sẽ chọn cho mình copy cái đường link Twitter cá nhân của chúng ta vào. Sau đó các bạn dán vào đây, nhấn Enter. Tiếp theo là nó sẽ hỏi các bạn join vào kênh quảng cáo chưa. Chúng ta nhấn vào Done. Follow kênh Twitter và retweet thì đây các bạn nhấn vào Yes luôn cho mình. Rồi và cuối cùng thì các bạn sẽ điền địa chỉ ví Binance Smart Chain. Thì các bạn sẽ lấy cái địa chỉ ví của chúng ta ở trên ví MetaMask hoặc là ví Trust Wallet. Thì đây mình sử dụng ví Meta. Chúng ta copy địa chỉ ví của Binance Smart Chain, sau đó các bạn dán vào đây, nhấn Enter.
Rồi, cuối cùng thì nó sẽ cho các bạn một cái đường link rep. Bây giờ thì các bạn có thể copy cái đường link rep này nếu các bạn muốn đua top cũng như muốn nhận thêm token. Ok, và video của hướng dẫn của mình tới đây kết thúc. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.